Thưa quý vị, Thủ tướng Úc đòi Ai Cập trả tự do cho ký giả bị bắt, tin từ Melbourne. Hôm nay, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã nói với báo chí tại thành phố Melbourne rằng ông ta đã gọi điện thoại khuyến cáo Tổng thống El-Sisi phục hồi an ninh và hòa bình cho Ai Cập. Ký giả Peter Grace không làm việc cho huynh đệ Hồi giáo, cần phải được lập tức trả tự do. Ký giả Grace và hai đồng nghiệp làm việc cho đài Al Jazeera đã bị Tòa án Ai Cập tuyên bố phạm tội, giúp đỡ cho một tổ chức khủng bố và tuyên án 7 năm tù. Những bị cáo khác đã bị tuyên án 10 năm tù khiếm diện. Bản án 7 năm tù đối với ký giả Grace đang làm xúc động người dân Úc và tạo tức giận trên thế giới. Ai Cập hiện đang ở trong một chế độ sắc máu. Thứ Bảy tuần trước, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình cho nhà lãnh đạo huynh đệ Hồi giáo và 182 thành viên của phong trào này. Tướng Sisi đã lật đổ Tổng thống Morsi trong tháng 7 năm ngoái, đã tàn sát cả ngàn người biểu tình phản đối đảo chánh, bắt giữ hàng ngàn thành viên huynh đệ Hồi giáo. Trong các tháng qua, Tòa án Ai Cập đã từng tuyên án tử hình tập thể hàng trăm người. Trong ngày 24 tháng 3, đã tuyên án tử hình tập thể 529 người, là bản án tử hình tập thể chưa từng có trong thời đại văn minh.